Em chào cô Chính Chi đã trở lại với kênh Thảo Nguyên của em. Đó thì mới đây chị Ni cũng đã chia sẻ những cái bài viết để đưa lên những cái vấn đề là pháp lý giấy tờ hiện tại bây giờ của con ve nó lại kêu bằng là thượng tôn pháp luật, và tại sao lại không tại vắng mặt tại tòa án của Hà Nội, không có đứng ra xét xử, không có đứng ra để giải quyết trong cái câu chuyện là thưa kiện cái vấn đề là cái bản quyền của chú Năm. Đó thì chị Ni cũng chia sẻ sau đây. Đó thì chạy đâu cho thoát rồi cũng cần phải trả lời những câu hỏi chất vấn của hội đồng xét xử nha. Hẹn gặp nhau vào tháng 7, thượng tôn pháp luật mà sao hay vắng mặt vậy, không có lý do gì. Đó thì chị Ni cũng chia sẻ lại tại sao mình lại chất vấn, mình lại là một người cái bằng là thượng tôn pháp luật mà tại sao lại vắng mặt tại phiên tòa. Đó thì con ve nó cũng đưa lên những cái bình luận, những cái câu nói của con ve nó chia sẻ. Nó nói là với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, xét thấy có những vi phạm trong tố tụng, bỏ sót người liên quan hồ sơ chưa đúng, cho nên là con ve nó không thể nào mà nó ra nó được. Đó thì những cái biện luận và những cái lập luận của con ve hiện tại bây giờ thì cũng không ai chấp nhận. Thử hỏi bây giờ nếu như một khi mình đã đứng lên cái vấn đề là thương trường, đứng lên cái vấn đề là lúc nào cũng là thượng tôn pháp luật, và tại sao mình không dám đối diện với Hồng Loan trong cái câu chuyện là tại tòa để giành lại cái bản quyền thôi, chứ đâu có gì đâu. Ở bản quyền của ba người ta thì người ta giành lại thôi, mà trong khi đó là cái vấn đề là của BH cũng đã đưa ra những cái mà cần cần là những cái là con ve bây giờ phải đấu chất với Hồng Loan tại phía bên phiên tòa của tổ chức tại Hà Nội. Đó thì chị Ni cũng đã chia sẻ rằng trong tháng 7 này, tháng 7 sắp tới đây là còn 28 ngày nữa thì sẽ gặp nhau tại tòa của phía bên Hà Nội đó để lấy lại cái bản quyền của chú Năm. Đó thì bây giờ lần này thì Hồng Loan nói chung là Hồng Loan cũng đã chiến thắng đó nha. Lần hai này Hồng Loan cũng chiến thắng, và cái câu chuyện là lần ba thì trước sau gì Hồng Loan cũng sẽ chiến thắng. Tại vì bây giờ nếu như mà tòa án mà xét xử trong lần ba này mà con ve nó vắng mặt đó, thì phía bên tòa án người ta cũng sẽ ra một cái quyết định chính thức cho Hồng Loan sẽ thắng trong vụ kiện này, và con ve sẽ không có quyền nào để tranh chấp cái bản quyền của chú Năm. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái bản quyền của chú Năm cũng được con ve nó giữ, mà lúc trước là con ve nó giữ cái bản quyền đó thì nó cũng đánh rất là nhiều kênh, trong đợt này không biết là nó có đánh kênh nào nữa không thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà thật sự hiện tại bây giờ Hồng Loan muốn giá nào cũng sẽ lấy lại cái bản quyền của chú Năm, bây giờ nó có lập luận cỡ nào chăng nữa thì cũng sự thật là sự thật thôi. Không bao giờ mà sự thật mà sai đi đâu được cả nhà. Đó thì bây giờ cái bản chất mà kêu bằng là tàu tàn, một cái bản chất xấu xa, một cái bản chất mà kêu bằng đó là bỏ của chạy lấy người đó, bây giờ không dám đối diện người ta rồi đưa ra những cái lập luận đó. Bây giờ ngày nay là ở nhà ăn đám giỗ mà đi đâu vậy Loan, tại sao không ở nhà ăn đám giỗ, tổ chức đám giỗ cho bà nội mà đi đâu? Ủa bây giờ tổ chức đám giỗ nhà của bà nội thì Hồng Loan cũng là một người thượng tôn pháp luật, một người cái bằng lúc nào cũng sống với vấn đề là thượng tôn pháp luật. Phía bên tòa án người ta kêu gọi thì Hồng Loan cũng sẽ đi, và lần này thì Hồng Loan và chị Ni và vợ chồng Linh Tý và vợ chồng anh Sang cũng sẽ đi ra ngoài đó, đi ra ngoài Hà Nội để đứng ở trước tòa đó để kêu bằng là đối diện, đối mặt với con ve về cái bản quyền của chú Năm. Cũng tốn rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều kêu bằng là công sức đi ra ngoài đó. Nhưng mà nói thẳng như cả nhà thì đợt này ra ngoài đó cũng không có đi công không đâu, đi ra ngoài đó biết được cái bản chất, lúc nào cũng lên công kích Hồng Loan, lúc nào cũng lên muốn tự cho mình là đúng, cho mình là dòng họ cháu ruột của chú Năm. Thì cái vấn đề là lê lết tại sao mà mẹ họ Võ mà kêu bằng là ba họ Nguyễn mà con họ Lê, cái vấn đề là ba cái vấn đề là họ này thì chắc chắn cô chú chị phải hỏi cái thằng Tám Tư Lùng. Thằng Tám Tư Lùng thì bây giờ nó điều tra, nó biết rành mạch về vấn đề là họ hàng của con ve như thế nào rồi đó, thì tại sao mà vắng mặt tại đó. Thì mình phải hỏi được bản chất của mình là bây giờ không đúng không sai, hay là nó quản lại để nó kiếm chút chát gì đó, tí xíu cơm cháo gạo tiền gì trong cái vấn đề là cái bản quyền của chú Năm. Mỗi tháng thì cái bản quyền của chú Năm rất là nhiều tiền nữa nha, rất là nhiều tiền, cho nên là bây giờ con ve nó muốn ngán lại một tháng để nó kêu bằng là nó kiếm một chút chát gì đó trong cái vấn đề là bản quyền của chú Năm. Hiện tại bây giờ thì mình bản lĩnh quá, mà bản lĩnh quá tại sao mình không đối diện với sự thật, mình không đối diện với Hồng Loan,
mình không đối diện với vấn đề là pháp lý. Tại sao mình nói là vấn đề, trong vấn đề là phiên tòa đó, cái phiên tòa là cái bản án là cái bằng là nó không hài lòng, nó còn nghi vấn trong đó, nó phải điều tra lại hoặc là nó phải kêu bằng đưa ra xét xử những cái vụ khác. Rồi bây giờ những cái lần mà con ve đó, lần sau mà nếu như mà vắng mặt nữa thì con ve này nó sẽ được phía bên cơ quan chức năng tòa án người ta sẽ kêu bằng là ra quyết định thắng luôn, chứ không đường nào nói nữa. Nhất tam ba lần là ba lần mà vắng mặt tại tòa là tòa án người ta cũng sẽ có một cái hướng để giải quyết cho Hồng Loan trong cái vụ này đó. Thì cô chú chị cũng đã biết trong khoảng thời gian đó thì con ve nó cũng đã kêu bằng lên công kích Hồng Loan, và nó lên nó nói là Hồng Loan là con nuôi, con không chính thống, Hồng Loan là con không rõ ràng. Nhưng mà thật sự bây giờ là cái công chuyện này rõ ràng hay không, người ta đã đối diện với sự thật, người ta muốn ra để đối diện với con ve trước tòa. Nhưng mà thật sự là nếu mà nói con không rõ ràng thì ai mà đứng ra để đứng ra để đối chất đối mặt với con ve làm cái gì hết cả nhà đó. Trong khoảng thời gian đó thì hiện tại bây giờ con ve nó cũng đâu có dám, không dám đứng ra, mà bây giờ nó biện luận rất là nhiều, ngày nay đám giỗ rồi ngày nay là kêu bằng là giấy tờ không rõ ràng, rồi có rất là nhiều cái nghi vấn trong đó. Rồi trong phiên xét xử này là thế này thế kia đủ thứ tất tần tật từ A tới Z, cái gì cũng vậy, cái gì nó nói cũng được. Và nó đã kêu bằng là ủy quyền lại cho luật sư của phía bên con ve nó làm việc, nhưng mà thật sự là cũng không thể nào làm việc được, tại vì không có người mà kêu bằng là không có bên bên con ve đó nó không đứng ra thì không thể nào mà làm việc được. Cho nên là cái lần chị Ni cũng đã chia sẻ rồi đó, thì mình cũng sẽ nói về vấn đề là sẽ gặp nhau tại 28 ngày tới đó, tháng 7 đó, nay thì tháng 6 rồi, tháng sau là tháng 7 rồi đó. Thì sẽ gặp nhau tại tháng 7 tới, sẽ làm việc cho nó rõ ràng. Lần này thì con ve không thể nào chạy ra cho thoát, không thể nào mà tư bằng là trốn tránh trách nhiệm nữa, tại vì cái trách nhiệm hiện tại bây giờ là mình phải trả lại cái bản quyền cho Hồng Loan, không thể nào mà trốn tránh trách nhiệm đó. Thì ngoài ra thì cũng có một số kênh kênh một số kêu bằng là một số người đã lên đã binh vực con ve từ ngày xưa tới giờ là thằng sạc pin đó. Sạc pin hiện tại bây giờ cũng lên đưa ra lập luận những cái bài viết ngày nay thì tập trung tại tòa, nhưng mà tại sao đám giỗ nhà không nhà mà tại sao mình không kêu bằng là mình không đứng ở nhà mình lo đám giỗ. Ở bây giờ đám giỗ hay đám giỗ gì nó cũng quan trọng, nhưng ở nhà cũng có má tư đứng ra để lo mọi việc ở nhà cho Hồng Loan, là kêu bằng là nấu nướng rồi chưng bông hoa trái cây rồi đi chợ rồi về cúng kiến lo cái đám giỗ cho phía bên bà nội của Hồng Loan, đó là con của chú Năm, là nghệ sĩ Tú Du Linh đó. Thì từ trước tới giờ thì má tư và chú Năm thì cũng là bạn tri kỷ từ xưa tới giờ cả nhà đó. Thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cho nên là bây giờ nó lên nó công kích từ Mã Tư, cho nên là công kích từ Hồng Loan, chị Ni, tất cả ai nó cũng đều vô công kích trong đó. Ngay cả thằng Sạc Pin hiện tại bây giờ thì cũng không dám trở về Việt Nam mà đối diện. Đợt kia thì Sạc Pin cũng hù là rất là nhiều lần, nói là bây giờ sẽ về để làm chứng trước phiên tòa, nhưng mà cái bản chất cái bản mặt của ông này thì không ai mà cho ông vào phiên tòa làm cái gì, tại vì không phải là người liên quan đến cái câu chuyện này, cũng là cái dạng cái bằng bá dơ, cũng cái dạng là đầu lường xó chợ, cũng cái dạng mà kêu bằng là không phải là người thân, không phải là họ, không phải là cái bằng là họ hàng gì đó, thì ai mà cho, đâu phải là người đại diện. Giống như chị Ni đi, chị Ni bây giờ cũng là người đại diện hợp pháp của Hồng Loan cho tất cả những gì mà Hồng Loan làm, thì chị Ni cũng là người đại diện tất tần tật. Rồi bây giờ sạc pin là cái gì? Sạc pin cũng là người mà kêu bằng là người dưng nước lã thôi, cũng là một người mà kêu bằng là từ trước tới bây giờ thì mượn đồ của chú Năm không trả đó. Thì ông này cũng lai giảng lãng dài đó, kêu bằng là lai giảng là lãng dài, là kêu bằng là mượn mà dai đó, mượn dai không trả đó, tới bây giờ cũng không trả cho chú Năm luôn đó. Thì sạc pin thì bây giờ cũng hết thời rồi, không thể nào cứu chữa được con của mình đâu. Rất là nhiều lần sạc pin lên thừa nhận là con ve là con mà cả nhà đó. Thì những cái câu chuyện bên lề thì em cũng chia sẻ gửi đến cho tất cả cô cũng vậy nha. Thì giờ cô cũng chị vào thì nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Hẹn cô chúng chị ở cái video tiếp theo. Chào các bạn cả nhà.